Đấy, tiếp cái cảnh hôm nay chia sẻ một cái vườn bonsai của bác hàng xóm ở Hữu Lũng Lạng Sơn nhé. Cái hoàng đàn kia bác bán Sao nó không làm đàn nữa? không? À, thằng cu gì nữa ấy nhỉ? Thằng cu giữa tên nó gì nhỉ? Vinh, Cu Vinh nhỉ? Ra nó ở nhà ngoài kia rồi thầy. cháu nó thuê đấy Thuê thì thôi. À, thuê thôi à? Nó chưa mua được đất à? thôi Sao rồi. vợ chồng nhà An thì khá giả thế? Ngoài bên chợ bây giờ mẹ nó đòi 5 tỷ mình chỉ có Bốn một năm đất tỷ một suất đấy anh ạ. Vâng, đấy, đắt mình lắm. chỉ có Không, chỉ họ bỏ mà nhà thật thôi, ra không 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 có tiền mua được. tiền đâu mà mình mua, chỉ có quét đá mít thì mình mới có đá mít. À. Cái nhà cạnh nhà em nó bán 3 tỷ 6, nhà nông nhà bà Nhà Bình ấy. nông thì có, nhà ông Hiền cũng gần đấy mua, nhưng mà nếu ai thì em mua đi 3 tỷ 6. Rồi cái nhà bán được giá nhỉ, nó đang cần ở chỗ ở. Thế thì có nhà ông Hiền cũng với bốn đứa con gái cũng gần với nhau nữa, chứ còn ai người ta trả cái giá đó. Nó vẫn ở đấy, xây nhà cũ. Mà hàng xóm xa nhau chỗ chú ở nó còn thoải mái, chứ lại ở bên cạnh cũng rứt đầu. Tao biết thừa Thông gia đấy. ai ạ? Tôi thông gia với bà đấy. Bà Bình gì? Thông gia. À, Đây là cái chuyện thế. vâng, em biết rồi. Cái Hương thì lạ gì, Hương An thì mà. Em xuống trường cao đẳng công tác với ấy mà, với An nhà mình mà. Đây chia sẻ một cây sữa bonsai rất là đẹp này. Cây này già lắm đấy nhỉ? À, Bao nhiêu năm? đẹp quá, cây này đẹp thật, nó nhìn nó tầm này mới đẹp này. Đây là cây sữa nhé các bạn nhé, chia sẻ cây sữa nhé. Cái bác chủ nhà nó cái làm rất lâu năm rồi. Và bây giờ mình chia sẻ trên mạng mà anh em nó thích cái hợp gu cây gì thì nó sẽ mua cái đấy. Nó tóm lại cây cảnh thì mỗi người thích một kiểu. Mỗi người thích, có khi cây này là mình không thích nhưng người khác thích. À, nó là như thế, nhưng mà có cái này, những cây bonsai mà nó già nó đẹp như này thì nhiều người thích. Và giá cả hợp lý thì người ta sẽ mua. Chết. Giả như đá nhỉ. Đấy, đấy. Cái tầm này nó vừa đấy. Cái này cao chỉ khoảng 1,2 m thôi. Bạn cho gốc này. Cái này bác có đặt tên là cái gì không? Cái hai anh em này, huynh đệ à? Có đặt tên cây này không? Hai anh em đây, huynh đệ đây. Hai phu thê. Trông hai vợ chung gốc này là phu thê rồi. Trông rất nghệ thuật nhé. Đấy là này. Tác phẩm sữa là phu thê. Đây là ông, đây là bà. Chung một gốc. Quấn quýt với nhau này. Nhưng mình cứ Không, tức là đặt cái tên là do mình chủ đặt nhưng mà nó cũng phải phù hợp với cây. Đấy, ví dụ cây này đặt như như bọn cháu không biết gì cây nhưng mà hai cây nó cùng gốc nó có thể là huynh đệ. Hai cây nó bằng nhau thì mới là song thụ. Đấy, còn quấn quýt với nhau thì gọi là phu thê. Ông bà đấy. Đấy, cái sữa nhá. Cái này vừa tầm bonsai quá đẹp luôn ấy. Cái này bác để hai con đá này cũng không hợp rồi. Bây giờ. đã chủ yếu tưới đỡ bay đất. À vâng, chứ cái này người ta sẽ bố trí một cái ông não mai nó già thể hiện ông não mai. Nó mua qua cái ông ấy mấy trăm đấy. Cái này xưa là gà không hiểu nhưng nó hết được thì À, thế mình chống gà thôi. chủ yếu là cho gà nó dãi. Đấy các bạn, chúng là già như này. Cái này sẽ đăng lên cho khách hàng yêu thích tự giả giá, trả được giá mà chủ cảm thấy là được giá sẽ bán đấy. Đây các bạn trông nó nghệ thuật này, uốn éo rất là kỳ Cây dưới công cắt giật nhà ông này, cây dưới nhà này quá lâu rồi. này, cắt giật này, đấy, trông nó rất nghệ thuật nhỉ, phải nói công phu bác làm công phu lắm này, cắt giật liên tục nó mới được, nó bonsai này nó mới giá trị nhỉ. Em nhìn đã thích cây này rồi, là khách hàng sẽ thích. Nó Đấy các bạn lâu rồi nó già. à. Cái này nó chắc khó có hoa lắm nhỉ? Vâng. Không thấy có hoa Bởi vì nó chơi bonsai nó khó, mình chỉ chơi lá, chơi 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 gốc, chơi lá thôi. không thấy có hoa Và đâu cũng cắt nó không cần để cao lắm, các bạn, nó vừa tầm cái này vừa tầm đẹp nhé. Cái chậu này có về là mua cái này là về thay chậu đẹp và đắt tiền rồi.
Chậu như là cái chậu này thôi. Vâng, thôi của mình thì mình cứ dùng chơi nó phù hợp với nhà mình ý. Chậu giờ người ta mua cái chậu chục triệu cơ mà. Đấy, hôm qua TV nó quay. Như nào em phải mua cái, em mua cây thúc bonsai đẹp lắm, bé bé, em phải mua cái chậu 2 triệu rưỡi đấy. Nào em mua. Chơi cây cũng để chơi thôi. Đấy nha, đang chia sẻ một cây sữa bonsai rất là già và đẹp. Đấy, mình quay rất kỹ nhá. Đấy. Cây này nó cao khoảng 1m2. Đấy. Vành gốc này thì cỡ khoảng này. Vành gốc cái này cũng 70 thôi, chung này rồi. Đấy, đứng ở xa là tổng thể cây nhá. Này nó cái để chặt này, giống. Đấy. Cái sạng nghiến này trên mình sẵn không? Sẵn nhưng mà to như này ít lắm. Ôi sạng nghiến đầy. Bác ơi sạng nghiến trên này nhiều lắm. Nhiều nhà lắm, vào trong kia nhiều lắm. Đây cái lộc vừng này. Lộc vừng này gọi là rắn trực lắc ấy, chưa ấy được. Đây bẹ gốc cũng được ấy. Đẹp đây. Đấy. Hôm nay em mua của anh Đông cây nhưng mà mới mua được mỗi cái gốc thôi. Giờ cắt đi bao giờ nó mới mọc, nó lâu lắm. Làm lục vừng bonsai này cũng lâu kỳ công ấy. Lục vừng thẳng thì dễ nhỉ. Và làm bonsai để chơi thì khó. Tí mình cho số điện thoại nhá, cho số điện thoại bác anh em là thích. Đây, chia sẻ một cái cây xanh, bộ vệ gốc đẹp chưa? Cái này gọi là xanh Lạng Sơn này, rồi xung vệ gốc này. Nó đều ra hai bên, không già rồi bác nhỉ? Xung, xịt. À, cái này vệ gốc đẹp quá. Tổng quay cái bệ gốc trước đấy. Này về cũng phá với những ngàn đấy chơi gốc mà. Cái gốc cây sừng cá cũng thấp rồi, ở nhiều đẹp ghê. Ô em có gốc sừng cá nào đâu? Ở ngay chỗ cửa đó, chung chung đánh nhé. Không phải đâu. Cái đấy là cây tường vi của em ấy, gốc ổi ấy, cây đấy nhiều tiền lắm.